Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Canh Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh Bích Thượng Thổ, ngày Canh Tý tức Can Sinh Chi, nghĩa là thủy sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, Bích Thượng Thổ Kỷ Tuổi Giáp Ngọ Bính Ngọ, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân, thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần. Tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày của các sao tốt như sao Thiên Phúc, tốt mọi việc, sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Giải Thần, Đại Cáp, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục, xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa, xấu về lập nhà, sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Thụ Tử, xấu mọi việc, trừ săn bắt, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Thiên Tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao Phi Ma Sát, hay còn gọi là sao Tai Sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao Ngũ Hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Tây Bắc, Tài Thần, hướng Tây Nam. Và theo khổng minh, hôm nay là ngày tốt nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được mọi người giúp đỡ, mọi việc đều được thuận lợi. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày của chính quan phù trợ. Cái điều này có thể giúp cho bạn tuổi Tý dành nhiều thời gian lập ra những kế hoạch trước khi bắt tay vào hành động. Nhờ thế mà bạn có thể tiến xa hơn trong công việc của mình. Có thể bạn tuổi Tý nghĩ rằng việc này mất thời gian nhưng thực sự là đang tiết kiệm thời gian cho bạn đó. Việc bắt đầu thực hiện việc gì đó có vẻ như khó khăn vì bạn gặp chướng ngại trong kiểu tư duy lối mòn cũ kỹ. Thế nhưng đừng có quên rằng việc đầu tư một chút để thay đổi có thể giúp cho hiệu quả công việc tăng lên đáng kể sau đó bạn tuổi Tý nhé. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này với bạn tuổi Tý không nên trị bệnh ở vai, do đó bản mệnh chớ nên tác động lên vị trí này ngày hôm nay.
Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, làm việc nhỏ đã rồi, bạn mới làm việc lớn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hôm nay bạn nhớ là quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, lời khuyên của ai đó chưa chắc đã có thể áp dụng vào trường hợp của bạn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, hãy thay đổi tư duy theo hướng của người mà bạn tin rằng họ thành công. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, công việc không có trở ngại, bạn cảm thấy tự tin hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 35, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có tam hội phù trợ. Cái điều này cho thấy bạn bè chính là chỗ dựa tuyệt vời của bạn trong ngày hôm nay, nhất là đối với những người chia sẻ với bạn ý tưởng, quan điểm, mục tiêu. Vậy thì đây là ngày để kết nối, thắt chặt các mối quan hệ. Bạn đừng có bỏ lỡ thời cơ của chính mình bạn tuổi Sửu nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có những chướng ngại vật nào đó bất ngờ xuất hiện trong ngày hôm nay, sẽ khiến cho bạn phải đặt ra câu hỏi về các quyết định cũng như là sự tự tin của mình. Dường như các nguồn lực của bạn chưa được sử dụng một cách đúng đắn, cũng như là một vài quyết định của bạn cần phải có sự xem xét lại. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn không nên tham lam đuổi theo danh vọng mà quên việc chăm sóc cho bản thân mình. Việc tăng cân hoặc là giảm cân nhanh chóng đều là do bạn chịu áp lực quá nhiều mà thôi. Bạn cần phải cho phép mình có chút thời gian để nghỉ ngơi hợp lý hơn để lấy lại sức khỏe cho mình. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, ai đó đã nói lời tổn thương nhưng bạn không cần phải quá quan tâm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, với những kỷ niệm đẹp trở về mang lại cho bạn niềm tin mới. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, không nên vội vàng tin ai trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, hãy chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào có thể xảy ra trong lúc này với bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, mở rộng tiếp xúc và giữ quan hệ với những người đáng tin cậy. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 36, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên ấn hỗ trợ. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Dần có được nguồn năng lượng mới. Việc ở bên những người trẻ hơn mình sẽ đem lại cho bạn nhiều ý tưởng và động lực cho ngày mới. Nhờ thế mà bạn sẽ có thêm được sự khích lệ về tinh thần và nỗ lực hơn để hoàn thành những công việc của mình nữa. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Và đây là dấu hiệu tốt cho việc cải thiện mối quan hệ của bản mệnh với những người xung quanh. Bạn hãy tận dụng lúc này để dành thời gian chất lượng của mình với bạn bè, người thân, chớ có vừa nói chuyện với họ lại vừa cắm đầu vào điện thoại bạn tuổi Dần nhé. Ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, hãy lên kế hoạch cho việc đi du lịch ngắn ngày.
Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa có một số việc sẽ thay đổi phù hợp theo ý của bạn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ hãy lên kế hoạch trước cho một số việc cần phải làm. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc hãy nuôi dưỡng tâm hồn bạn bằng những cuốn sách hay. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nếu ai nhờ hãy cố gắng giúp đỡ họ nhiệt tình. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 25, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn đang có sự vô lễ, cho nên bản mệnh có xu hướng nói ra những lời khó nghe. Bạn đang có tỏ ra là người hiểu biết hơn một người lớn tuổi nào đó, và việc hơn thua này sẽ khiến cho mọi người không hài lòng về cách hành xử thiếu khôn ngoan của bạn nữa rồi. Và đôi khi với bạn tuổi Mão, bạn cần phải học cách từ bỏ cái tôi và nhìn nhận mọi việc một cách khách quan hơn. Nếu như muốn tiến hành một công việc nào đó khi trong ngày đang có chính ấn chiếu mệnh, dàn xếp và sẵn sàng để có thể hợp tác và chia sẻ lợi ích chung là một việc thực sự quan trọng, cũng đánh dấu sự trưởng thành của bạn trong suy nghĩ nữa. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, dự báo cho bạn về tình hình tài chính của bản mệnh sẽ có được sự khởi sắc trong ngày hôm nay, thậm chí có người giúp đỡ cho bạn thoát khỏi những khó khăn liên quan tới vấn đề tiền bạc khi bạn ngỏ lời với họ nữa. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, bạn cảm thấy bất an chủ yếu là vì kỳ vọng quá nhiều. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, hãy suy nghĩ đơn giản hơn trong mọi việc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, hãy tìm khoảng không gian riêng cho mình để được nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tìm ra cách thức mới cho những việc cũ của bạn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nếu càng khiêm tốn, bạn sẽ càng dễ thành công. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 56, số 73, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn đang có được nhân duyên rất hanh thông, tốt đẹp. Đối với những ai đang còn độc thân, đừng có từ chối lời mời hẹn hò. Hãy mở lòng mình ra để đón nhận những cơ hội tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước. Ngày này với bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày của thực thần ghé thăm, dự báo cho bạn có được một ngày thong thả, an vui, hoặc là ai đó mời ăn uống. Cái điều mà bạn vui nhất đó là tình cảm với một người thân trong gia đình được cải thiện, trở nên hài hòa hơn. Những ai có con thì tìm được tiếng nói chung với các con. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn đang gặp chút rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc, nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, vấn đề khá nhỏ và bạn chỉ cần ai đó giúp đỡ là mọi việc sẽ như không có gì xảy ra mà thôi. Những ai đang tiêu xài quá hoang phí thì lúc này cũng là một lời cảnh báo cho bạn nữa đó. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tình cảm của bạn càng ngày càng hanh thông. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ có những trải nghiệm thú vị trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, bạn được củng cố niềm tin khi nghe những lời gợi ý từ ai đó. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim,
có ai đó mang lại cho bạn sự tin tưởng và chắc chắn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cuộc sống của bạn an toàn và tĩnh lặng hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 38, số 49, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có Tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này có thể đẩy bạn tuổi Tỵ phải đảm nhiệm vai trò là trọng tài. Và rồi, việc phải làm thế nào để có thể phân định một cách khách quan sẽ là thách thức đối với bạn trong ngày hôm nay. Hẳn nhiên, bạn đồng thời sẽ phải đối diện với một vài sự cám dỗ, đòi hỏi của bạn phải có được sự suy nghĩ và lựa chọn thay vì làm theo mong muốn của chính mình. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp ngày của thủy hỏa xung khắc. Cái điều này sẽ không tốt cho những vấn đề liên quan tới tiền bạc, nhất là khi bạn đừng có để cho chúng gây ra những rắc rối liên quan tới mối quan hệ. Việc gì ra việc nấy, chớ nên nhập nhằng với nhau. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là kiêng cự những công việc như là chôn cất, cưới gả, xây cất về nhà cửa, trổ cửa, gắn cửa và các việc làm thủy lợi. Vì vậy, bạn nên sắp xếp công việc trong ngày để thực hiện sao cho hợp lý và đạt được kết quả tốt. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tình cảm trải qua năm tháng càng ngày càng bền vững và khăng khít hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, chớ có vội hài lòng, hãy không ngừng vươn lên. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, hãy lắng nghe lời khuyên của những người xung quanh đáng tin cậy. Về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 52, số 66, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày làm việc vô cùng là hiệu quả ở nơi công sở, thì dường như với bạn sẽ phải đối diện với một vài khó khăn nho nhỏ ở nơi gia đình do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu gây ra. Có lẽ với bạn tuổi Ngọ sẽ không thoát khỏi cảm giác đặt người thân trong gia đình với một nhân vật xa lạ nào đó lên bàn cân và có sự so sánh âm thầm. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo sẽ phải nỗ lực một chút để có thể thay đổi mình. Tuy có khó khăn nhưng lại là việc làm cần thiết thay vì sống theo guồng quay quen thuộc và chán nản với những điều cũ kỹ. Ngày này, bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có họa khắc với Thủy. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Ngọ không được chủ quan về phương diện sức khỏe. Nếu như bạn thấy cơ thể có dấu hiệu thiếu máu, thì bạn nên dừng công việc ngay. Đừng cố gắng làm việc gì thì khi bạn đang chóng mặt, đau đầu. Ngoài ra, bạn cần phải phân bổ thời gian phù hợp để luôn được nghỉ ngơi đúng cách để cho sức khỏe của mình được cải thiện tốt hơn. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, dễ có xung đột chỉ vì một câu nói gây hiểu lầm. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, hãy lắng nghe người khác nói một cách chi tiết nhất có thể. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, hãy thử đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nghi ngờ sẽ giết chết tình yêu của hai người. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ
thuộc mệnh mộc, hãy đối xử với người ta một cách chân thành nhất có thể. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 65, số 97, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại, cho nên với bạn tuổi Mùi không được chủ quan, có một số việc tưởng như là xong xuôi rồi nhưng cuối cùng lại xảy ra sự cố. Do đó, khi làm được nhiệm vụ nào thì bạn cần phải cẩn trọng kiểm tra hoặc là nhờ người khác soát lại, vì có những lỗi mà bạn không tự mình nhận ra được. Ngày này, bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Mùi sẽ cần tỏ thái độ rõ ràng một chút nếu như muốn tiến hành một công việc nào đó ngày hôm nay, bởi vì mọi người xung quanh trong tâm lý muốn nghi ngờ và điều này là vô tình làm tăng cảm giác căng thẳng, lo lắng của bạn nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn đang bị ảnh hưởng, có thể phần lớn là do thời tiết. Do đó, bạn nên hạn chế đi ra ngoài trời, không quên uống đủ nước thường xuyên và có thể ăn thêm trái cây hoa quả để có đủ chất và dễ hấp thu đồ ăn hơn. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, hãy giúp đỡ ai đó trong khả năng của mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, chớ có giận cá chiếm thớt mà làm hỏng việc lớn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, cơ hội chia đều cho tất cả mọi người, bạn phải đủ tinh ý. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, sức mạnh của bạn sẽ đến từ tập thể, đừng có làm mọi thứ một mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, không nên vội vàng nghe theo lời kể của một phía của bất cứ ai. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 68, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này làm cho mối liên kết của bạn với một nửa của mình càng ngày càng khăng khít hơn. Bạn tin tưởng hơn khi có được chỗ dựa về tinh thần tuyệt vời. Họa quan đưa ra cho bạn những lời khuyên chí lý khi bạn gặp phải những khó khăn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có thiên tài hỗ trợ, cho nên về tình hình tài chính của bạn mệnh được cải thiện rõ rệt. Với những bạn kinh doanh, buôn bán, có doanh thu gia tăng theo ngày, thế nhưng bạn cần phải kiểm soát tốt dòng tiền ra vào. Nhiều khi thu tiền nhưng lại không hẳn là bạn đã lãi đâu. Và bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn trong thời điểm này khá tốt. Nhìn chung, bạn không cần phải lo lắng điều gì, tâm thế tốt, cho nên bạn luôn sẵn lòng buông bỏ những vấn đề không quan trọng gây ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, có kế hoạch tốt hỗ trợ cho bạn cải thiện về tình hình tài chính. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, không nên suy nghĩ quá nhiều khiến cho bạn sai hướng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, dù bạn đang làm gì thì cũng phải tin tưởng vào năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, có khó khăn thì hãy chia sẻ để được hỗ trợ. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm
5 sao, con số may mắn số 25, số 86, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu với những trông đợi có thể sẽ không đến ngay lập tức giống như bạn kỳ vọng. Cái điều này là do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu gây ra. Thậm chí với bạn tuổi Dậu sẽ phải mất thêm thời gian để chờ đợi. Tuy nhiên, với những phần thưởng ở cuối con đường sẽ cho thấy rằng bạn đã không đi nhầm hướng. Và điều này càng củng cố thêm quyết tâm và sự tự tin ở nơi bạn. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, hỗ trợ cho những vấn đề liên quan tới tiền bạc trong ngày hôm nay được hanh thông. Có thể vì vừa mới nhận lương cho nên bạn xử lý được nợ xấu, bớt lo lắng và có thể mua được cho mình một món đồ mà bản thân yêu thích nữa rồi. Ngày này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng và đây là dấu hiệu tốt, cho thấy những vấn đề liên quan tới sức khỏe của bản mệnh được cải thiện. Bạn nên cố gắng duy trì chế độ ăn uống đủ chất và có giấc ngủ sâu như hiện tại. Có như thế thì việc bạn hồi sức sau một ngày làm việc mệt mỏi sẽ vô cùng là dễ dàng. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, hào hứng mỗi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, hãy đọc kỹ các giấy tờ trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, nhắc nhở ai đó tránh sai sót trong việc ảnh hưởng tới tập thể. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, có ai nâng đỡ hỗ trợ cho cuộc sống của bạn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, hãy tìm và khám phá thêm những kiến thức để cải thiện công việc của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 78, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Tuất có thể tìm thấy được sự hứng khởi, đam mê với một người nào đó hoặc là một việc gì đó. Bạn cần phải thực hiện những điều mà bản thân mình chưa từng dám làm để có thêm trải nghiệm và cơ hội để khám phá nữa. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, dự báo sức khỏe của bạn không được tốt. Có thể vì một thời gian dài bạn phải chịu áp lực, không được nghỉ ngơi thực sự cho nên tinh thần không được tốt. Bạn tuổi Tuất nên dành chút thời gian cho riêng mình để được hoàn toàn nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng cuộc sống cho mình đi nhé. Ngày này xem tử vi cho thấy hôm nay Thiêu Hải Thượng Lãn Ông là ngày 12 tháng 5 năm Tân Sửu, nhân thần ở ngón chân, do đó bản mệnh cần phải lưu ý tránh tác động lên vị trí này ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, hào hứng mỗi khi bắt tay vào công việc mới. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, có người mang lại cho bạn niềm vui và niềm tin mới. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, bạn được đền đáp công ơn xứng đáng với những gì mà mình đã làm. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, có người ghi nhận và muốn trả ơn cho bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, hãy lắng nghe lời khuyên có ích của những người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 87, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi
thứ hai, ngày 21 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi đang có được báo hiệu bạn có sự chân thành và thật thà, cũng như là cách mà bạn cởi mở với một người nào đó nhờ sự che chở của tam hội trong ngày xuất hiện. Bạn tuổi Hợi, bạn cũng có thể sẽ rơi vào một tình huống khó khăn nào đó, đòi hỏi bản thân bạn phải cố gắng để học cách quản lý và giải quyết mọi việc sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất. Và hẳn nhiên với bạn tuổi Hợi, yêu thích những điều diễn ra trong đời sống, tuy nhiên ở một phương diện nào đó, dường như bạn lại không thích những trách nhiệm đi kèm với nó, nhất là khi trong ngày đang có thiên quan xuất hiện, sẽ khiến cho bạn không có góc nhìn đúng về một sự việc nào đó. Tuy nhiên, với bạn tuổi Hợi, bạn cũng cần phải cố gắng nỗ lực để động viên mình nhiều hơn để có thể hoàn thành những trách nhiệm được giao phó, nếu như bạn muốn có được phần thưởng giá trị đi kèm. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa đề phòng những đối tượng tiếp cận với mình đang có ý đồ xấu. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc quan tâm nhiều hơn tới nửa kia. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim có được cơ hội phát tài nhanh chóng dựa vào vận may của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy tự thân vận động, không nên nghĩ tới việc ăn may. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 88, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.